Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Hai thí sinh cuối cùng là hai thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất. Ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh cũng giảm cân kém nhưng mà thứ nhì so với người kém nhất, đó là Ngân An. Bình thường thì mình tập luyện ở trong phòng máy, không có nắng, gió. Mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi tập luyện những bài thể lực ở trên biển. Đối với mình là rất nặng. Động tác như là chống đẩy, chạy, nâng cao đầu gối, bê thùng phi khiến cho mình cảm thấy là không có sức lực, rất là khó thở. Lúc đấy mình thực sự là rất muốn đi về. Thử thách mà cảm thấy ngán nhất chính là chạy bộ ở trên biển. Chân nó không muốn di chuyển nữa. Mỗi lần nhấc cao chân lên là đầu mình cảm thấy choáng váng. Khi mà mình bị trượt chân và ngã sấp mặt xuống dưới biển ấy, cái nước biển nó vào mắt mình nữa, cộng thêm nó mệt, cho nên là mình đã khóc. Qua thử thách lần này mình nhận thấy mình là người có sức lực yếu nhất, và đến hiện tại thì mình vẫn đang là người có lượng mỡ lớn nhất. Vì vậy mình cũng đang rất lo sợ rằng việc giảm cân của mình có thể sẽ rất chậm. Mình đang rất cố gắng để giảm cân tốt hơn. Tuần này mình sẽ thể hiện một điệu nhảy jive rất năng động và vui tươi. Mình bị gặp rất nhiều khó khăn bởi vì cái đùi của mình rất là to, nhiều khi không bắt kịp được nhịp của nhạc nữa. Đồng thời những động tác bưng bê làm cho cơ thể của mình cảm thấy mệt mỏi. Mình đã phải tập thể lực thường xuyên để có thể hoàn thành tốt những màn bưng bê như thế. Với sòn trên áo, thưa quý vị, Ngân An và Nhật Anh. Anh nghĩ là em phải luyện tập nhiều lắm phải không? Tại vì anh thấy là em có vẻ rất là thuộc bài và nhảy bài này thăng hoa với lại bạn Nhật Anh. Phải chi mà mình được thêm phần giảm cân nữa thì ngon quá rồi. Là sao em phải cố gắng lên nhé, ý chí nhiều hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của quý vị giám khảo. Xin mời John Huy Trần ạ. Thì cái bài này tất cả mọi thứ là anh cần trong một cái bài thi. Rất là giải trí, động tác dễ thương, chất đẹp, và cái sự kết hợp của hai em trong cái bài này nó logic lắm. Mỗi tuần anh tự tin về cái bài nhảy của em, thì anh hơi buồn nếu mà anh thấy em là một trong hai thí sinh cuối cùng. Tại sao vậy? Dạ là em có một thói quen là uống rất nhiều nước sau khi tập luyện. Mặc dù là đã được các PT cảnh báo nhưng mà cứ uống xong em mới nhớ ra là không được uống. Có những cái cơ địa là trữ nước, thì khi bạn uống quá nhiều nước thì nó hút vô lại từ đầu, coi như là không tập. Bạn áo vàng đến từ văn phòng luật sư nào đấy? Tôi đến từ Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Dinh dưỡng Toàn quốc. Dạ vâng, thưa quý vị. Tổng quốc hay toàn quốc? Trời ơi, sao từ sức khỏe đẩy tới xuống massage vậy trời. Mời giám khảo Nở Hậu Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, anh thấy thế nào? Trong toàn bộ những cái bài thi ngày hôm nay thì có 3 bài về điều trai. Mà đầu tiên Lộc Vượng ha, thì không được đã lắm. Thái Sơn là quá tốt, còn em thì rất rất tốt. Tại vì là em làm nó rất là rõ nét, mà em không phải là người sở trường nên anh đánh giá còn cao hơn. Đặc biệt là cái nhân vật mà em đang thủ vai đó, em làm sáng cái nhân vật đó bằng cái sự nhăn nhó, giận dữ, tức tối, ghen tuông. Em làm rất rất tốt, nói chung là ngon. Ngon. Tôi vẫn tiếc cái điểm giảm cân thật ấy. Em khảo hai người để khen như thế này rồi thì chắc phải nhờ Phạm Vương tư vấn về cái vấn đề này. Có một điều ngang trái ở đây.
Là em thì tập luyện để cho nó tăng cân mà tăng hoài không lên. Tôi xin lỗi Phạm Hương là tôi phải ngắt lại bạn một tí, tại vì tôi phải nói được cái nỗi bức xúc của cuộc đời tôi là một cái người ham ăn bậc nhất quả đất này. Và tôi nghĩ anh Đàm Vĩnh Hưng cũng không khác gì tôi lắm. Cho cái búa để gọi đông. Đấy, anh đừng có chối bỏ cái số phận của anh được. Chúng tôi đều là những người ham ăn, nói thẳng ra là như không vậy. Được đánh đồng chúng tôi như vậy. Một mình em Thanh Nam ham ăn thôi. Anh là biết ăn ngon chứ không phải là ham ăn. Không bao giờ có cái chuyện mà thức 2-3 giờ sáng tập tạ, tập gym để mà giảm cân như em. Em xin lỗi anh, tôi nghĩ là anh ấy là người biết ăn ngon. Anh ấy chỉ ăn nhiều bữa trong ngày và anh ấy sẽ tìm mọi chỗ để ăn. Và thậm chí có những người đang có đồ ăn, anh ấy vẫn xin đồ ăn để ăn. Anh ấy không phải là người ham ăn, tôi nghĩ vậy. Lúc nãy là ở trong phòng make up, Trấn Thành đang ăn một tô bánh canh. Mình mới nói là ô sao ngon vậy em. Mình hỏi anh ấy, ăn đi ăn chung với em đi anh. Tự động mời nha, tôi không có xin nha. Thưa quý vị, dạ tôi đã có ăn thiệt. Dạ, lời mời thì có thể là xả nhau, nhưng mà cái người ăn thì ăn xả láng. Có lẽ là tôi sai. Vâng, anh ấy không tham ăn. Anh ấy chỉ ăn hơi tham chút xíu thôi. Không, tôi nghĩ vậy. Thì chúng tôi là những người ăn. Tại sao ăn chút xíu mập? Hai anh em tập gần chết. Cũng có những cái con người ăn bất chấp, vẫn mỏng, vẫn đẹp, giò, vẫn dài, song song như Phạm Hương. Tại sao? Thượng đế thật không công bằng. Em lý giải điều này đi Phạm Hương. Cái đấy thì anh bắt thang nên hỏi ông trời. Nhưng mà em ơi, ông trời ông có thể lấy đi những cái quyền lợi đó của mình, nhưng là cho Trấn Thành một khả năng linh hoạt gần như là vô tận, một sự thông minh, hát hay, nhảy đẹp, hoạt ngôn. Sao không tự hào đi mà cứ lo cái chuyện ăn uống hoài vậy? Nhưng mà có thể nói rằng là em đã từng trải qua cái giai đoạn mà phải tập gym ở cường độ rất là cao, cái giai đoạn mà rất là vất vả đối với mình. Và quay trở lại với lại phần trình diễn của chị, thì đây là một tiết mục rất là dễ thương, và như anh Johnny nói thì nó có tính giải trí rất là cao. Chị đã hóa thân vào nhân vật của mình để làm nó sinh động hơn và làm mọi người chú ý tới cái biểu cảm của chị nhiều hơn là cái bước nhảy và những cái di chuyển của chị. Và hồi nãy khi mà chị nhào lộn thì em có hơi sợ. Nhưng mà không ngờ là chị tiếp tới đó thôi em. Nhưng mà không được mà muốn đưa cái chân lên cao được đâu. Nhưng mà ngang thế này thôi. Nhưng mà rất là tiếp đất, rất là an toàn và rất là đẹp mắt. Chúc mừng chị. Nói chung là không quan trọng nơi gì xuất phát, đáp cánh an toàn là ok. Dạ. Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi xin được giấu lại điểm số của thí sinh này. Và quý vị khán giả đã ủng hộ cho tiết mục này và cảm thấy đây sẽ là tiết mục được lựa chọn là xuất sắc nhất tuần, thì quý vị hãy nhắn BN khoảng cách số 09 và gửi về 8369 3000 cho một tin nhắn mời em tiến về bàn cân. Thưa quý vị, cân nặng cũ của bạn là 89,5kg và cân nặng mới là 87,8kg. Bạn xuống được 1,7kg, tương đương với 1.9%. Hy vọng là ban giám khảo sẽ cho điểm chuyên môn của bạn cao để chúng ta gỡ lại cái điểm này nhé. Cảm ơn bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.